giấc mộng của tôi. Phật môn có câu, thiện có thiện báo, ác có ác báo, nhân quả không sai mảy may. Hôm nay, tôi kể chuyện mình gặp ác báo để cảnh tỉnh thế nhân, chớ nên sát sinh tạo ác. Tôi là người tỉnh Cát Lâm, thuộc phố Thông Hóa, hiện là cán bộ trợ lý công ty Thông Cương. Có thể nói, tôi là người ương ngạnh, cứng đầu. Đối với động vật, không có lòng lân mẫn xót thương. Vì tôi luôn cho rằng vật dưỡng nhân, vật sinh ra là để cho người ăn. Tôi còn cho đó là khẩu phúc, phúc hưởng thụ của cái miệng, là lộc ăn trời cho mình hưởng. Vì vậy mà tôi thẳng tay sát sinh, tỉnh bơ khai đao đại sát, bột giết vật. Tôi thường cùng bạn đồng nghiệp tụ tập nhậu nhẹt, ra vào nơi tử quán, nhà hàng, thưởng thức thịt cá và đủ món hải sản. Sau khi ăn uống xong, còn rủ nhau đi tới làng nướng, ăn thêm các món khoái khẩu. Mùa thu năm 2000, đám bạn gọi điện kể đang họp mặt và rủ tôi tới ăn thịt dê. Tôi vừa nghe vậy thì cấp tốc lái xe qua đó liền. Té ra tụi nó để sẵn con dê mẹ, chờ tôi đến giết. Tôi chẳng nói chi, cầm ngay con dao sáng loáng, tàn nhẫn lùi vào con dê. Chẳng hề nghĩ nó bị đau đớn thống khổ. Sau đó thì hứng máu lột da. Trước đó, tôi đã từng giết gà, mổ vịt, sát hại hơn mười mấy con chó và một con mèo. Khi đó, tôi chẳng biết gì về Phật Pháp, không hiểu sát sinh là tội nặng. Nhưng chẳng thể vì không hiểu mà không bị quả báo. Giết dê xong thì bao tử tôi bắt đầu đau dữ dội. Đau tới chẳng thể ăn được miếng thịt dê nào. Ngày 30 tháng 10 năm 2001, công ty tôi có chiến dịch tổng vệ sinh. Tôi còn nhớ hôm đó khoảng 13 giờ 10 phút, tôi trèo lên thang cao làm việc, vô ý sải chân té xuống đất. Nghe đau đớn tối tăm mặt mày, rồi không hay biết gì nữa. Lúc tôi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm ở khoa chấn thương chỉnh hình nơi y viện Thông Cương. Trong lúc hôn mê, tôi thấy một vị thần, chẳng biết tên là gì, chỉ nghe ông nói, mi là kẻ không có chút lòng từ bi, do sát sinh nên gặp phải quả báo như thế này. Nói xong, ông biến mất. Khi thuốc mê tan rồi, tôi mới biết do mình té từ trên cao xuống, nên tay và chân trái bị gãy làm ba, phải nẹp trụ thép. Nằm viện hơn 3 tháng thì tôi chống nạn xuất viện. Nhưng chưa được bao lâu thì ruột xảy ra vấn đề, ăn gì cũng ói ra. Đến y viện chẩn khám mới biết ruột bị nghẽn, đành phải phẫu thuật. Trong lúc hôn mê, tôi lại thấy vị thiên thần nọ. Ông nói, ác nghiệp của mi quá sâu, cần phải đền trả. Kết quả là phải bị mổ xẻ. Hôm sau xuất viện rồi, gặp mấy người bạn cho tôi xem một số tạp chí, sách báo Phật giáo. Ngày đây tôi xin giải thích rõ là tôi từng quy y Tam Bảo, cũng có ăn chay 2 tháng. Nhưng tôi nhìn không nổi cơn thèm, nên bắt đầu ăn mặn. Hơn nữa, tôi còn hoài nghi thuyết nhân quả luân hồi, cho là không hề có thật. Tôi cũng dèm chê nhào báng những người học Phật. Bây giờ nhớ lại các khổ báo phải thọ này, đúng là mình làm mình chịu, còn có thể trách ai. Tôi đọc xong mớ Phật giáo rồi mới hiểu rõ, nhân quả là chân lý không thể đả phá. Cho dù trải qua trăm ngàn kiếp, nghiệp tạo cũng chẳng mất. Nhân duyên hồi đủ, quả báo đến là thọ. Lúc viết bài kể lại kinh nghiệm của mình, đích thân trải qua này, tôi quả có do dự. Vì tôi chưa từng kể qua với ai, cũng chưa hề cho ai biết sự hung tàn của mình, do ác nghiệp mà tôi tự chiêu họa. Nhưng giờ đây, sau khi hiểu minh bạch rồi, tôi quyết định là phải viết kể ra hết. Hy vọng cảnh tỉnh những người giống tôi, dừng tay không sát sinh tạo tội nữa. Đồng thời cũng cảm tạ Phật Pháp đã giúp tôi thức tỉnh và tăng thêm tín tâm. Thuốc trị hiếm muộn.
Rất nhiều Phật tử tu học theo Phật nhiều năm đã đoạn trừ ăn mặn, dứt thịt cá, nhưng vẫn còn ăn trứng gà, trứng vịt. Thế thì đệ tử Phật rốt cuộc có nên ăn các loại trứng hay không? Trước tiên xin kể một câu chuyện có thực. Một lần trong pháp hội, Trần cư sĩ dẫn theo nữ đồng nghiệp Nhã Lâm khoảng 35 tuổi. Cô này gầy gò, sắc mặt xám vàng, ngó bộ rất tiều tụy. Do đây là lần đầu gặp giáo sư Quả Khanh, ánh mắt cô hiện đầy nét hân hoan khát vọng. Trong quá trình nghe giảng, cô rất chăm chú chí thành. Lúc giáo sư Quả Khanh hỏi cô Lâm có vấn đề gì, mặt cô hơi đỏ lên, lộ vẻ căng thẳng, ấp úng mãi chẳng thành câu. Cuối cùng, nhờ Trần cư sĩ giải thích giùm, mọi người mới hiểu rõ. Té ra cô kết hôn đã 10 năm, rất khao khát có con, nhưng bất kể cầu thầy bổ thuốc đến đâu, vẫn chẳng có thai. Hôm nay may mắn được gặp giáo sư Quả Khanh. Cô thỉnh cầu ông chỉ giúp chỗ mê muội. Giáo sư Quả Khanh rất thông cảm cho cô. Vì nỗi khổ cầu bất đắc dĩ này, ước con mà không có được. Ông thở dài, quay qua bảo tôi. Quả Hồng, cô hãy quán xem nguyên nhân vì sao Nhã Lâm không có con. Tôi xoay đầu dòm Nhã Lâm, chạm ngay ánh mắt nhìn đầy khát vọng của cô. Tôi cũng không kềm được, bật ra âm thanh cảm thán. Có phải cô rất ưa ăn trứng, đặc biệt là trứng chim cút? Đúng, đúng rồi. Tôi ăn rất nhiều trứng chim cút. Vậy chẳng lẽ... Nửa câu sau, âm điệu cô ta đầy vẻ nghi hoặc. Trần cư sĩ ở cạnh bên thông minh hiểu nhanh, liền hỏi giúp cho một câu. Mọi người đều cho rằng trứng có dinh dưỡng tốt mà. Hơn nữa, trước khi chưa biết Phật Pháp, chúng tôi ai cũng ăn trứng. Nhưng vì sao chỉ riêng có Nhã Lâm là không thể có thai? Tôi nhìn giáo sư Quả Khanh đang đứng cạnh bình, thấy mắt ông đầy thuốc hối và khuyến khích. Tôi liền giải rõ. Phật từng nói, ăn trứng các loài điểu cầm, thủy tộc là không có lòng từ mẫn. Ngài Tuyên Hóa cũng đã giảng những điều liên quan đến ăn trứng. Từng hóm hỉnh nói, nếu bạn không sợ đời sau làm trứng cho người ăn, thì bạn có thể ăn bất kỳ trứng gì, bởi nhân quả đan xen, chồng chéo phức tạp. Do mỗi người có phúc đức nhân duyên bất đồng, nên mặc dù có nhiều người ăn trứng, song việc thọ báo lại chẳng đồng nhau. Bạn muốn có con, tức phải đoạn trừ ăn mặn, đương nhiên trong đây bao gồm cả trứng. Ngoài ra còn phải phóng sinh cho nhiều và tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho các chúng sinh bạn đã từng ăn qua. Tôi nói xong, khẽ nhìn Nhã Lâm, thấy cô có vẻ không tin, khó chấp nhận. Rõ ràng là cô đang chờ nghe một câu chuyện nhân quả chứa tình tiết hấp dẫn liên quan đến việc hiếm muộn, khó mang thai của cô. Nhưng lại bị những câu nói thẳng, phũ phàng và quá thực tế của tôi làm cho vỡ mộng. Có lẽ cô cảm thấy những điều tôi nói là quá xoàng, không quan trọng và chẳng có gì đáng lưu tâm, nên mặt đầy lộ vẻ thất vọng. Tôi cảm thấy thật tiếc cho cô, bởi cô hoàn toàn không tin gì. Bất đắc dĩ, tôi phải nói thẳng ra. Cô hiện tại chỉ muốn bản thân mình có con, nhưng sao không nghĩ cho việc những cái trứng bị cô ăn mất? Chúng cũng có mẹ. Và thân mẫu chúng phải gian nan cực khổ lắm mới sinh được con ra. Lúc này, Quả Khanh ôn tồn bảo Nhã Lâm. Quả Hồng, giảng lý nhân quả cho cô nghe rất đúng và chính xác. Cô hãy trân trọng tiếp thu và chịu khó làm theo cách của cô ấy bài, thì sẽ chiêu cảm được hài nhi quan. Tốt nhất là cả hai vợ chồng đồng phải tu sửa luôn. Lúc này, giáo sư Quả Khanh mới kể ra một câu chuyện thực để chứng minh. Có một nữ trưởng khoa nghiên cứu sinh vật học, thấy con gái mình kết hôn đã 4 năm mà không có thai. Như vậy là bà dùng kiến thức chuyên môn của mình hướng dẫn con rể bào chế thuốc. Nhưng dẫu có chế thứ gì, làm gì, thì kết quả càng khiến bà thêm hoài nghi về khả năng chuyên môn của mình. Do vậy, bà nữ trưởng khoa này mặt mày cứ giàu giàu rầu rĩ, khiến ngài cũng phải cảm thán. Thật là tội cho tấm lòng của những bậc cha mẹ. Khi đó, tôi bảo bà. Vợ chồng con cái bà, ai cũng mê ăn trứng, thích nhất là trứng chim cút.
Đây là cộng nghiệp chung khiến họ không có con. Muốn có con thì cả hai cần phải ăn chay, phóng sinh, tụng kinh, làm nhiều việc thiện. Vợ chồng con gái vị nữ trưởng khoa này y theo lời khuyên mà thực hành. Kết quả, chỉ nửa năm sau thì con gái bà đã có thai. Câu chuyện Quả Khanh vừa kể xong, Lý cư sĩ là bác sĩ thực tập liền hỏi tôi. Vì sao hiện nay những bệnh nhân từng mang thai nhưng nạo thai, giờ muốn có con mà không được, lại nhiều đến như vậy? Tôi bảo mọi người, mỗi đứa con đến đầu thai đều có nhân duyên rất sâu nặng với cha mẹ mà trong vòng luân hồi dài đặc. Cơ hội có được một lần đầu thai làm người lại rất hiếm. Nhưng các bậc cha mẹ do nhiều nguyên nhân đã bừa bãi phá thai, hủy đi cơ duyên làm người của dòng nhi. Khi làm như vậy, họ không biết rằng mình đã tạo ra tội nặng tương đương giết A La Hán. Đã như vậy lại còn mặc tình sát sinh ăn thịt, tạo nghiệp sát sâu nặng chất chồng. Tất nhiên sẽ phải chiêu cảm ác báo, triệt con dứt cháu. Tôi thấy Nhã Lâm và những người khác gật đầu, tán đồng. Thật là mừng cho Nhã Lâm có thể tỉnh ngộ. Hy vọng cô sẽ được Phật lực gia trì, chịu sửa lỗi hướng thiện, trì giới tu hành, sớm sinh quý tử. Thời gian trôi qua được nửa năm, Trần cư sĩ là người ban sơ dẫn Nhã Lâm đến, đã gọi điện báo tin cho tôi hay. Nhã Lâm từ lúc về nhà đã làm y theo lời chúng tôi chỉ dẫn. Hiện giờ cô đã mang thai, rất là tri ân mọi người. Giải thích thêm. Xin khuyên mọi người, không nên vì tham ngon, ham khoái khẩu mà ăn các loại trứng. Tôi suốt hơn 20 năm trên đường học Phật, từng gặp nhiều vị ăn trứng, bao gồm trứng chim, rắn, cá, vân vân, cho đến ăn trứng chưa thành hình trong thân gà mái mà biến thành những phụ nữ không thể mang thai hoặc thường đẻ non, hư thai. Bọn họ bí lối cùng đường, đành phải làm theo cách tôi hướng dẫn là sám hối trước Phật, nguyện từ bỏ ăn mặn, lẫn ăn các loại trứng. Hàng ngày, tụng từ 1 đến 2 bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho các trứng và những thân mẫu đẻ ra các trứng mà họ đã ăn qua. Kết quả, đại đa số, khoảng chừng 3 tháng là được hoài thai, thân thể họ cũng được thay đổi, trở nên khỏe mạnh. Nguyện cầu những vị hiếm muộn khác con có sự nghiệp gia đình không thuận lợi và thân thể kém khỏe sẽ y theo phương pháp này mà thực hành. Trong vòng vài tháng sẽ có việc bất tư nghị xuất hiện trên bản thân các bạn, và các bạn không phải tốn xu nào cho việc có con, còn tiết kiệm được rất nhiều tiền. Tốt như vậy, sao bạn không làm? Nhưng liệu bạn có can đảm ăn chay? Tu không nên độc tài. Một buổi chiều nọ, Hòa Thượng Diệu Pháp vừa mới an tọa, thì một vị tốc điểm mối tiêu tiến tới quỳ xuống. Chưa khai khẩu, đã tuôn lệ như mưa, khóc chẳng thành tiếng. Mọi người an ủi, ông mới dần dần bình tĩnh được chút, và bắt đầu hướng về Hòa Thượng, kể chuyện của mình, cầu xin chỉ dạy. Ông vừa buồn, vừa tự trách, giống như phát xuất nỗi niềm sám hối bi ai từ nội tâm, khiến cho người có mặt ở đó không ai là không rơi lệ. Ông kể, mình vừa bắt đầu hướng dẫn vợ và các con bước vào con đường học Phật, thì đã nhanh chóng dứt bỏ ăn mặn. Toàn bộ thời gian rảnh, ông đều dùng vào việc tụng kinh, hoằng pháp lời sinh, tu tập tinh tấn. Trước khi học Phật, ông có mua một đầu máy video hiện đại, chỉ xem qua có 4-5 cuốn phim thôi. Đến nay đã 10 năm, chẳng hề đồng tới nữa. Riêng truyền hình, ngoại trừ nghe tin tức ra, các tiết mục văn nghệ khác, ông cũng chẳng để mắt tới. Việc học Phật đem lại cho toàn gia ông nhiều cái hay vô cùng. Có thể nói gần 10 năm nay, trong gia đình chẳng phát sinh điều gì bất như ý. Điểm tuyệt nhất là cả nhà không hề vướng qua bệnh chi. Trong lúc cùng các bạn đạo bàn luận, ông thường nêu lên những cái hay về ăn chay, học Phật, lòng đầy niềm tin và tôn kính đối với Phật. Năm ngoái, có một bác sĩ bảo ông, 10 năm nay anh không ăn thịt,
nhất định là thiếu dinh dưỡng. Anh tự cho mình là không bệnh, thì thấy như không có bệnh. Nhưng nếu anh đi bệnh viện mà kiểm tra máu á, mà không có vấn đề gì, thì chúng tôi á, sẽ niệm Phật ăn chay theo anh. Dưới sự cổ vũ của bạn đồng tu, ông bèn làm cuộc kiểm tra. Lúc bấy giờ, lấy phiếu xét nghiệm, ông hỏi nhân viên. Xét nghiệm máu tôi có vấn đề gì không? Có, năm nay ông tuổi gần 60, mà máu huyết lại giống như người 20-30 tuổi, vậy là không bình thường. Mới đầu, ông hơi ngẩn ngơ một chút, sau đó bật cười. Khi đem kết quả tới cho mọi người xem, ông bảo. Nếu xét theo tiêu chuẩn người ăn mặn, thì máu tôi đương nhiên là bất thường. Nhưng tình trạng máu huyết giống thanh niên không phải là chuyện tốt hay sao? Bởi vậy suốt 10 năm nay tôi không động đến rượu thịt, thuốc hút, nên máu tôi đã được thanh lọc, tịnh quá. Tiêu chuẩn này có thể nói là không giống phần đông người bình thường. Chúng ta ăn chay, tức là đang tịnh quá máu huyết mình, là phản lão hoàn đồng, là trở về với mộc mạc chân thực, khiến cuộc sống hôm nay thân ít bệnh, hoặc không bệnh khổ. Khiến kiếp nhân sinh hữu hạn lại càng thêm tốt đẹp. Nói đến đây, đột nhiên ông trầm tư một chút, mắt lại tuôn lệ. Ông sụt sịt kể, nửa tháng trước tai họa đã giáng vào gia đình ông. Đứa con gái ông cưng yêu nhất bỗng dưng liên tục hai ngày, ăn gì đều ói, đi bệnh viện khám, họ nói là nó bị ung thư bao tử. Nhưng không thể phẫu thuật vì bệnh đã phát tán trầm trọng. Bác sĩ nói sau này, bệnh sẽ ngày càng chuyển ác. Thời gian sống tối đa chỉ còn nửa tháng. Gia đình ông nghe tin này giống như bị đấm vào đầu. Ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt, chẳng biết làm sao. Bác sĩ nói, con gái ông bệnh là do cơ thể thu nạp ít mà làm quá sức. Do lao lực, tích lũy lâu ngày thành bệnh nan y. Ông tỏ vẻ nghi ngờ, nói. Dạ, thưa sư phụ, chẳng phải trong kinh Địa Tạng từng giảng, lễ bái tượng Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng, sẽ được các thiện báo như gia trạch vĩnh an, kéo dài tuổi thọ, tật dịch chẳng đến. Nhưng vì sao nhiều năm nay con tụng kinh Địa Tạng và các kinh khác, mà hiện tại lại bị đại nạn ập xuống như vậy? Bà nhà con nói, nếu như không học Phật, thì chẳng đến nỗi con gái phải bệnh nặng như vậy. Vậy thì con e rằng, thân thích bạn bè, vốn không tin Phật sẽ càng dèm pha chê trách, thậm chí con làm lung lay tín ngưỡng của con. Xin hỏi sư phụ, con đã trồng nhân gì mà bị ác báo vậy? Hòa thượng ngồi xếp bằng trên tràng chỉ, đôi mắt hết nhẹ như đang lắng nghe. Thấy cư sĩ hỏi, ngài từ tốn đáp. Lời Phật là chân ngữ, thật ngữ. Không gian dối, quyết chẳng gạt lừa người. Nhưng vì sao già ông gặp đại nạn như thế? Đây phải tự hỏi bản thân mình một chút. Như ông vừa nói, ngoài nguyên nhân cho con gái ông lao lực quá độ thành bệnh ra, bản thân ông có lỗi một phần. Tuy ông siêng năng học Phật, nhưng chẳng bỏ được tính cố chấp độc đoán. Phật Pháp cùng thế Pháp vốn vô phân biệt, nhưng ông lại cho đối lập nhau. Một mặt, ông đem Phật Pháp tích cực giới thiệu cùng mọi người, khiến kẻ nghe Pháp được lợi ích, thậm chí giúp nhiều người ly khổ, đắc lạc, đó là rất tốt. Nhưng, ông cũng đem Phật Pháp biến thành trói buộc, bắt vợ con, nhốt trong khuôn khổ do mình định lập ra. Thậm chí, khi vợ con ông ra ngoài, đi đâu, muốn trang điểm chút, cũng bị ông phê bình cho một trận. Con cái ông, thỉnh thoảng nếu nghe những khúc nhạc đang lưu hành, thì xem như phạm vào đại kỵ, có lỗi với phép tắc đại giáo huấn của ông, lập tức sẽ bị ông nghiêm khắc quở trách. Nếu họ tạm có chút phản ứng, thốt lời phê bình hay tỏ thái độ không phục, thì ông lớn tiếng quát la thịnh nộ như sấm rền. Ông lập tức biến thành pháp quan, một bề làm vệ sĩ hộ giáo. Như thế trong thiên hạ chỉ có ông mới là người học Phật chân chính.
Hễ nghe trong Phật môn có chút việc không đúng pháp, thì ông ghim mãi trong lòng, phê tam bình tứ. Tuy ông có chánh tri chánh kiến nhất định, nhưng mắt toàn chỉ thấy lỗi người, tâm chứa toàn thị phi phải quấy, và nhìn ai cũng thấy đều là ngoại đạo. Thế là rất sai. Ông phải biết mọi sự trên đời đều có nhân quả, mà người chân thật tu hành thì không nên dòm tìm, soi mói lỗi thế gian. Sai sót của ông chính là do quá chấp trước, nên đã biến tâm mình thành tâm ma, rơi vào cảnh quỷ. Thực ra, cũng có ma bên ngoài, nhưng không có gì đáng sợ. Người tu phải khéo biến ma thành thiện tri thức, giúp mình thành Phật. Năm xưa, lúc Phật Thích Ca làm ti nhân nhẫn nhục để vua Ca Lợi chặt thân thể, thì Ngài tuyệt không có ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng, không những tâm chẳng sinh oán hận mà còn phát nguyện tương lai mình thành Phật rồi. Người sẽ độ đầu tiên là vua Ca Lợi. Đây mới là tấm lòng và cảnh giới tri kiến của Phật. Ông có biết, sau khi nổi nóng hầm hè với vợ con rồi, trong lòng họ thấy thế nào không? Do họ bị ông áp chế, khí oán giận không được bung ra, phải nén cả vào trong. Hơn nữa, ngọn lửa vô minh của ông, tùy theo tiêu chuẩn đạo đức ngày càng thấp của xã hội, mà càng cháy bùng dữ dội. Thế là người nhà biến thành nạn nhân, thành chỗ trút bực, trút giận của ông. Họ phải chịu đựng trường kỳ tháng năm như thế. Làm sao kham thấu? Ông hiện giờ là một người hai mặt. Một mặt là kẻ rất có ái tâm, là chồng tốt, yêu vợ, cha lành, thương con. Còn một mặt khác nữa lại là kẻ có tâm ma, hung ác, toàn gieo tổn thương trầm trọng cho quyến thân. Giờ đây, con ông dính bệnh hiểm, ông chẳng những không phản tỉnh để nhìn ra lỗi mình, ngược lại còn oán trách Phật, Bồ Tát, không che chở, chúc phúc. Cho dù Phật, Bồ Tát có đại thần thông, cũng không thắng nổi nghiệp lực của ông. Giống như hãng sửa xe trên thế giới, dù có kỹ sư bảo trì tối ưu, nhưng cũng không sao sửa nổi những chiếc xe bị ông mặc tình chà đạp, gây tổn hại. Con gái ông bị ép phải sống ngoan, sống tốt, đúng theo khuôn khổ ông chế định. Trong công tác, nó luôn ráng làm vượt thành tích cho mọi sự được đẹp hơn, tuyệt hơn. Vì vậy mà tinh thần, thể lực bị tiêu hao đến cực độ. Bữa dùng chay trưa, nó thường bị bạn bè hiếu kỳ, tranh nhau dùng hết, bản thân ăn không đủ no, lại chẳng muốn ăn ở ngoài. Tối đến về nhà, đói quá sinh mệt, ăn cũng không được bao nhiêu. Như thế lâu dần, tạo thành nội thương bao tử, do tích lao thành bệnh. Những thống khổ u buồn trong tâm được che đậy bằng nhiệt tình công tác nổi trội, đến mức bệnh nhập xương tủy mới đi bệnh viện, thì đã muộn. Tôi nói tình huống vậy có đúng không? Ông còn trách Phật Bồ Tát nữa không? Những cư sĩ khác tại hiện trường đều bị lời của Hòa Thượng thu hút, hầu như quên mất nhân vật chính đang thịnh pháp. Bây giờ, nghe Hòa Thượng hỏi, họ đều quay sang nhìn ông. Thấy ông hai mắt dán chặt vào sư phụ, lệ tuôn đầm đìa, nước mắt nước mũi chảy tèm nhem, làm ướt đẫm cả một phần áo đôi vùng ngực. Mọi người đều thông cảm cho nỗi thống khổ của ông. Nghe Hòa Thượng hỏi, ông như sực tỉnh, lên tiếng yếu ớt. Bạch sư phụ, không lẽ con gái yêu của con hết cách cứu rồi hả sư phụ? Con gian xin ngài, hãy cứu cháu giùm đi. Con gian xin ngài mà, nó còn trẻ quá. Ông vẫn chưa hồi đáp, là những lời ta nói về tình hình của ông, có đúng không? Dạ đúng hết, hoàn toàn là đúng.
là do con thực hành và hiểu Phật Pháp không thấu đáo. Là tại con hại con gái yêu của con. Nó mà chết đi, con cũng không thiết sống làm chi nữa. Ông chết rồi, giờ ông sống nổi hay sao? Phần bụng trên của bà có một khối u cứng. 10 năm trước, ông đã từng sờ qua rồi. Nhớ không? Nghe đến đây, cư sĩ cả kinh thức sắc, òa khóc to, âm vang vang trời động đất. Từ sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh một người đàn ông tuổi gần 60 bộc phát niềm bi thống dữ dội đến như vậy. Tiếng khóc của ông lớn đến nỗi làm chấn động và ù cả tai tôi. Chỉ thấy hai gối ông khuỵu xuống, hai tay không ngừng đánh vào đầu mình. Các cư sĩ gần bên vội giữ tay ông lại. Ông sầu đau cực độ, nói trong nước mắt. Quan Thế Âm Bồ Tát ơi, con tình nguyện xuống địa ngục vô gián, vĩnh viễn đời đời kiếp kiếp không thoát ra, để xin đổi mạng cho con gái yêu của con được sống. Quan Thế Âm Bồ Tát ơi, là con có lỗi với bà vợ hiền huệ của con. 10 năm trước, con có sợ và biết bà có khối u cứng trong bụng, nhưng con không nghĩ nó sẽ đoạt mạng. Con thật là ngu si, lúc nào cũng cho mình là đúng. Con thường tuyên bố, người quản tôi chưa sinh ra, nghĩa là trên đời này không ai có thể quản được con. Con quá ngông cuồng kiêu mạn, tự sa vào tâm ma, quả báo vẫn là chính mình tự thọ. Con luôn cho rằng mình là người chồng tốt, cha lành, té ra chỉ là kẻ ôm tâm xấu hại người. Vợ của con 30 năm nay luôn tròn phận hiền thê, mẹ đảm, một bề phu sướng phụ tùy. Con muốn học Phật, bà cũng chiều. Con bắt ăn chay, cho dù trong lòng bà không muốn, nhưng cũng nguyện ăn chay theo con bao năm nay. Sau đó con đề xuất ngủ riêng, đoạn dục. Hễ con nói, bà dân theo, chưa từng nghĩ đến tâm tư tình cảm của bà. Quên rằng, bà cũng là người biết buồn, vui, hờn giận. Con luôn cho mình là tu rất tinh tấn. Bây giờ con mới biết thế nào là học Phật đúng đắn. Con chính là ma quỷ luôn đem đến áp bức, thống khổ cho người. Vì con chỉ biết của mình, luôn cho rằng cái gì mình cũng đúng, cũng hay, không ai được phép cãi. Còn sống ích kỷ, tư lợi, sống luống uổng suốt bao năm nay. Trước đây, tôi chỉ nghe các bà, các cô, các má vừa khóc vừa rên. Hôm nay lần đầu tiên trong đời mới nghe được một nam tử 60 khóc hù hụ, kể lỗi mình sùm, vừa khóc vừa than vừa sám hối. Nếu như ông không thật tâm sám hối, sao có thể thốt ra những lời chẳng màng đến thể diện mình như thế? Trong phòng khách, bên phía quý bà đều bật khóc thành tiếng, còn quý ông thì không ai là không rơi lệ. Lúc này, tôi phát hiện chỉ có sư phụ là Điềm Viên đoan tọa, đôi mắt hơi khép của ngài khẽ động đậy. Trong lòng tôi bỗng nổi lên nghi vấn, trước tình huống cảm động này, vì sao sư phụ không chút xót thương mà cứ ngồi bất động như thế? Sao ngài không mau mau nghĩ cách phá giải giúp cho họ? Bỗng sư phụ khai khẩu, nhưng chẳng hề mở mắt. Tuy âm thanh ngài không lớn, nhưng có đủ sức mạnh khiến các tiếng khóc nghẹn ngào ngưng bặt ngay. Ta đâu có nói là con gái ông nhất định phải chết. Sao ông chẳng hỏi phương pháp cầu sống? Dạ. Không khí trong phòng như ngưng động, mọi âm thanh hoàn toàn im bặt. Lão cư sĩ bỗng quỳ mọp trước sư phụ, dập đầu lia lịa, nghe vang thành tiếng. Tại hiện trường, mọi người đều quỳ xuống hết. Sư phụ giống như không nhìn thấy cảnh tượng xúc động này, vẫn bình tĩnh, từ tốn nói. Phật Pháp là diệu Pháp, tất cả duy tâm tạo. Tâm có thể khiến ông đọa địa ngục, có thể khiến ông thành Phật, có thể khiến ông bị bệnh, tử vong, cũng có thể khiến cho ông hóa giải hàn băng, chuyển nguy thành an. Chú Đại Bi là thuốc hay vạn năng, khéo trị 84,000 chứng bệnh, nhưng
cần phải sám hối chân thành, thì tác dụng thuốc mới phát. Nếu như con gái ông lành bệnh rồi, ông có còn nóng nảy, độc tài, áp bức nữa chăng? Quyết không, con sẽ không dung dưỡng các tật xấu đó nữa. Con sẽ đổi mới, làm lại từ đầu. Tốt lắm, nếu muốn thành Phật, trước phải thành người hoàn mỹ. Phật đối với tất cả chúng sinh đều từ bi. Phật là bậc đại giác, có thần thông trí huệ cao tột. Nhưng Ngài chưa bao giờ nổi nóng cáo giận với đệ tử, chưa hề la hét chửi mắng ai. Pháp Phật giảng là giúp người minh lý, hiểu rõ đạo rồi, thì trong sinh hoạt ngày thường, trong công việc thực tiễn, luôn thực hành Phật Pháp. Đây gọi là minh lý tức sự. Chúng ta ngày ngày đều gặp rất nhiều việc xảy ra ngoài dự tính. Bởi vì quý vị đã minh lý, đã hiểu Phật Pháp, cho nên không để những cảnh đó chuyển, mà sẽ như Pháp giải quyết, xử lý sự việc. Đây chính là minh lý tức sự. Người tu hành mà phát cáu, nóng nảy, hét la ọm tỏi là tối đại kỵ. Có câu, lửa sân thiêu hủy rừng công đức, tuyệt không phải là lời hư vọng. Đã là đệ tử Phật mà không sửa đổi, không từ bỏ tính xấu này, thì cho dù cả ngày tụng nhiều bộ kinh, giảng pháp nhiều lần, độ biết bao người học Phật, thì bản thân cũng không ra khỏi tam giới. Để cho tính khí nóng nảy sân giận bộc phát là biểu hiện bản thân mình đang quá vô minh. Vô minh nghĩa là không sáng. Bản thân quý vị Phật Pháp không sáng tỏ, thì làm sao có thể độ người viên mãn được? Trong thời đại hiện nay, con trai, con gái, chỉ cần có chánh tri, chánh kiến, có thể giữ ngũ giới thập thiện, thậm chí có thể ăn trường trai, đều là việc khó làm, rất hiếm, rất quý. Nếu như ông cứ chấp nhất, cứng cỏi, vì cầu toàn mà khư khư đem giới luật của người xuất gia áp đặt cho hàng tại gia, rồi ép buộc, quở trách họ, như thế là quá ngu si. Đi giống như kéo mạ thuốc lớn. Làm vậy chỉ khiến người đánh xa Phật Pháp, biến Phật Pháp thành khủng bố, đe dọa, áp bức. Chẳng phải Lục Tổ từng giảng, nếu lìa thế gian tìm con đường giác ngộ thành Phật, giống như tìm sừng thỏ, vĩnh viễn không tìm được. Con gái ông ra ngoài, có thể điểm trang chút ít, hay mặc y phục lịch sự xinh đẹp, có thể cùng chúng bạn thưởng thức những ca khúc đang lưu hành, miễn là nội dung âm nhạc lành mạnh có ích, thì đều được cả. Không bắt buộc họ phải suốt 24 giờ niệm Phật mới là tinh tiến. Ông phải hiểu rõ Phật Pháp như thế này. Tự thúc liễm ngôn hạnh, giữ gìn tác phong của mình chuẩn mực, cũng chính là niệm Phật. Sống trong thế gian, đối diện mọi hình sắc, cảnh duyên, phải luôn có con mắt sáng suốt, biết tuyển trạch pháp nhãn. Ưng vô sở trụ mà sinh kỳ tâm. Mỗi ngày, buổi tối trước khi ngủ, ông nên sắp xếp tĩnh tọa chừng 40 phút, niệm Phật hoặc trì chú hay tu pháp môn nào đó hợp với mình, nhằm giúp tĩnh tâm, mục đích giải trừ mỏi mệt cả ngày, cũng tính là khóa tu tối thường nhật. Được rồi, chúng ta đã minh bạch chân tướng vũ trụ, tức là nhìn thấu phá, nhìn ra rồi thì phải buông. Thì ông so với hàng tục nhân chưa nhìn thấu, càng chẳng tự tại. Bởi vì trong lòng ông, ngoài 84.000 phiền não trần lao ra, còn bị áp lực Phật Pháp đè nặng. Bây giờ, xin chư vị hãy buông hết tất cả, để được đại tự tại. Mỗi cá nhân
nên quý người bạn hữu duyên ở bên cạnh mình. Là đệ tử Phật, ta đối với động vật có thể sinh lòng từ bi. Vì sao lại cư xử vô tình với người bên cạnh, làm tổn hại thân nhân mình? Ông bao niên kỷ mới tin Phật, bao nhiêu tuổi mới trì giới? Có cư sĩ tin Phật mấy mươi năm rồi, đến nay chẳng phải vẫn còn ăn tam tịnh nhục ư? Ở đây tôi không nói đúng hay sai, mà chỉ nói vấn đề thời cơ, nhân duyên thôi. Hãy căng đến rằm thì tròn. Cả nhà ngồi chung một bàn, có kẻ ăn thịt uống rượu, có người ăn chay tin Phật. Thế thì một bàn cứ chia hai mâm, chẳng có gì là không đúng. Thế giới này chính là một bàn nhiều mâm mà. Lục tổ trong hoàn cảnh thắt ngặt, đặc biệt vẫn phải phương tiện ăn rau cạnh thịt. Rau ấy có dính vị thịt chăng? Chẳng ảnh hưởng đến việc thành tổ của ngài. Không nên vừa hiểu chút Phật Pháp, liền lập ta ở trỏng rồi khoa chân múa tay làm cảnh sát trong Phật giáo. Một bề kiểm soát áp đặt, bắt bẻ lung tung, đến khi ác quả thành hình, thì hối hận đã muộn. Đạo Thiên Chúa, tinh lành vạn bác ái, đây cũng là quan điểm của Phật giáo. Chúng ta cần dùng tâm bồ đề bác ái của Phật, cảm hóa chúng sinh, tiến vào Phật môn, chứ đừng dùng phương pháp tranh đấu, chỉ trích, quở mắng, rầy la. Được rồi, cư sĩ mong giúp con gái ông chuyển nguy thành an. Thì 8 giờ sáng mai, ông lên đại điện bắt đầu lễ Phật, tụng 7 biến sám đại bi, hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. Xin ông nhớ nhắc con gái, ngày mai cháu ở nhà, bản thân cũng phải bắt đầu tụng kinh Địa Tạng, tụng cho đến khi cháu hoàn toàn bình phục, và từ đây về sau, cháu hãy chuyên tụng kinh Địa Tạng. Còn phần ông, ngày mai lễ xong, sám đại bi rồi, thì bắt đầu lễ ba bộ lương hoàng sám. Lúc bái sám, phải dùng tâm thành lễ bái, giống như ông vừa thành tâm sám hối hồi nãy đó. Nếu không thành tâm, thì sám hối tụng chú gì cũng chẳng linh. Phải khắc cốt ghi tâm, thành ý hết lòng mới có thể chiêu được cảm ứng, chấn thiên động địa. Phần các cư sĩ, quý vị có chịu làm công đức này không? Chúng con đồng ý. Âm thanh hồi đáp vang vọng, làm rung chuyển cả mặt kính lưu ly trong phòng. Hòa thượng mỉm cười, nở nụ cười hoan hỷ như trẻ thơ. Khuôn mặt tuổi tác của ngài tươi như đóa sen mùa hạ, khiến mọi người xúc động, chiêm ngưỡng không rời. Các đệ tử đều biết, hòa thượng xưa nay không hề vọng ngữ, chỉ cần bạn làm y theo lời ngài dạy, thì sẽ ly khổ, đắc lạc. Trước khi kết thúc, hòa thượng ngâm một bài thơ cho người suy gẫm. Không tức sắc, sắc tức không, Phật Pháp diễn giải vô cùng thâm sâu, đem thân hành pháp nhiệm màu, giúp người tỉnh giác tiêu sầu hết mê. Trong biển khổ hiện bồ đề, muốn thành Phật phải oai nghi thiện lành, độ mình độ khắp chúng sinh, học gương hoan hỷ thấu tình cảm thông. Lòng bao dung tợ hư không, có pháp, có chánh pháp. Hỏi: trong thời kỳ mạt pháp, người giảng tà pháp quá nhiều, kẻ không tuân thủ giới luật càng nhiều hơn, có phải là Phật Pháp kể từ đây sẽ càng ngày suy vi, phát không nổi chăng? Đáp: không phải vậy. Theo như tôi biết, thì bất kể giới xuất gia hay tại gia, đều có nhiều người âm thầm tu hành. Tôi không tiện bàn về người xuất gia, chỉ có thể đem những câu chuyện cư sĩ tại gia tu hành thực tế kể cho bạn nghe. Trong Báo Ứng Hiện Đời tập 1, tôi đã lược thuật chuyện Tiên Sinh Dạy Học. Giờ xin nói rõ hơn. Đôi vợ chồng này, người chồng năm nay 29 tuổi, vợ anh 32 tuổi.
con họ bị thầy thuốc chẩn đoán là bại não. Hiện nay bé được 4 tuổi, trông rất thông minh xinh đẹp, trí tuệ, và số đo IQ vượt xa những trẻ lớn tuổi hơn nó rất nhiều. Thí như, bạn chơi trò biến hóa ảo thuật với bé, giấu vật gì đó, bé không những biết bạn đang lừa nó, mà lập tức có thể tìm ra vật bạn đang giấu. Khi đi đường, bé rất nhút nhát, vì không thể giữ thăng bằng, phải nhờ người lớn dắt mới có thể đi được. Hiện bé vẫn còn đang cố gắng luyện tập, nhưng tiến triển như vậy, so với lời bác sĩ tuyên bố, em bé này sẽ không thể ngồi được, thì quả là đã tiến bộ rất xa. Bé có thể nói các từ đơn giản với ba mẹ, ông bà, hễ đói, thì em kêu ba mẹ, hoặc là vỗ bụng, chỉ vào miệng mình. Khi muốn đại tiểu tiện, thì bé kêu ba mẹ, hoặc diễn tả bằng động tác. Cái hay là, ban đêm, bé ngủ, cũng chẳng hề đại tiểu tiện ra giường. Hễ cần đi, là nó đánh thức ba mẹ, bày tỏ. Nếu như người bé ưa thích đến thăm, họ vừa lên tiếng ngoài cổng, là trong nhà bé đã mừng rỡ, khoa tay múa chân. Mấy ngày trước, tôi gọi điện cho mẹ của bé. Em được cầm điện thoại và mừng rỡ bập bẹ. Ông ơi! Ông ơi! Chẳng cần ba mẹ bé kể. Tôi nhìn mức độ tiến bộ của bé mà trong lòng cảm thấy rất vui và an ủi. Hòa thượng Diệu Pháp ban cho bé tên là Huệ Hân. Hôm nay, quả nhiên đã ứng nghiệm. Sư phụ nói, Huệ Hân thay đổi tiến bộ nhanh hơn ta tưởng. Tương lai, không những cháu có thể tự xử lý, mà sẽ hoàn toàn bình thường, và còn có thể khai mở trí tuệ trước năm 20 tuổi. Tôi nghe xong rất ngạc nhiên, hỏi sư phụ. Huệ Hân là từ cõi súc vật, thuộc loài heo chuyển sinh lên. Sao có thể khai mở trí huệ? Sư phụ đáp. Ông giáo dạy học, nhân gì nói bậy. Những gì Phật giáo rao giảng toàn là hư dối. Còn đem uy tín danh dự mình ra bảo đảm, làm lỡ mất cơ duyên học Phật của bao người. Nên sau khi chết, bị đọa làm heo. Nhưng kiếp trước nữa, ông giáo này đã từng là một hòa thượng rất có tiếng tăm danh vọng vào thuở đó. Về sau, do dâm tâm chưa sạch, nên chết rồi quay lại nhân gian, xin làm ông giáo sư nọ. Hai đồ đệ của ông cũng giống vậy. Do tình ái chưa đoạn, nên cùng đến nhân gian, làm học trò của ông. Tiên sinh dạy học này, do một bề ôm tà kiến, tuyên bố sai, diệt mất cơ duyên học Phật của bao người. Do tội đó, mà chết rồi phải mang thân heo. Còn hai môn sinh của ông, sau khi bệnh, già, chết đi, họ lại tiếp tục sinh vào nhân gian, kết làm vợ chồng. Bởi vì họ có sở thích rất ưa ăn thịt đầu heo, nên duyên nghiệp chiêu cảm thành cha mẹ Huệ Hân. Cũng có thể nói, Huệ Hân đời trước là con heo, tiền thân heo là ông giáo sư, tiền thân ông giáo là một tu sĩ có đạo hạnh, nhưng tâm dâm chẳng trừ. Còn cặp vợ chồng trẻ ưa ăn thịt heo, chiêu cảm sinh đứa con bị chứng bại não là ngu si, mà nhân của ngu si chính là do làm thầy có uy tín, địa vị cao, mà nói lời cẩu thả, làm chướng ngại việc tu tiến của người, khiến người bỏ ý định học Phật. Lại suy tiếp nữa, thì ngu si chính là do tâm dâm chưa trừ. Dâm tâm chính là nam nữ ưa gần gũi chung chạ. Đây cũng có thể nói là thánh xưa khi tạo chữ, đã đem chữ hôn thuộc cụm từ kết hôn. Trong đây có bộ nữ đứng cạnh chữ hôn. Hàm ý là có nữ nhân ở bên cạnh thì trí óc mờ mịt, u ám,
phát mê muội. Đó chính là nguyên nhân ngu si. Thế nên, trong tứ trọng thanh tịnh minh hối, nơi Kinh Lăng Nghiêm Phật đã dạy, ông tu tam muội muốn thoát trần lao, tâm dâm chẳng trừ, trần không thể thoát. Cha mẹ Huệ Hân, từ khi hiểu rõ Phật Pháp rồi, nhất tâm quy y Phật Pháp Tăng, không những dứt trừ ăn mặn, mà vợ chồng còn đoạn dục khử ái. Không những bản thân tự tụng kinh niệm Phật, còn hướng dẫn Huệ Hân niệm Phật, bái Phật. Ngôi nhà họ trước mắt ta đã hiện thành một ngôi tự viện tỏa ánh kim quang. Dù đang là cư sĩ tại gia, nhưng cả ba người họ đều đã thầm hiện tướng xuất gia. Trí tuệ Huệ Hân, thuở là tăng sĩ trong kiếp trước, sẽ có ngày hồi phục, được xem trọng. Mùa hạ năm nay, tôi kết bạn cùng sư đệ Khóa Bồi, dẫn theo một số bằng hữu là đệ tử Hòa Thượng Diệu Pháp, tiện đường ghé thăm nhà ba mẹ Huệ Hân. Lời sư phụ nói cuối cùng cũng được kiểm chứng. Lưu cư sĩ, cha của Huệ Hân, ngồi trước mặt tôi, thân cao vừa tầm, dáng nho nhã thư sinh. Lý cư sĩ, vợ của anh, tuy là công dân hãng Mai, song nhìn giống như giáo sư trung học. Dung mạo của cô mỹ lệ, nhưng không mất vẻ trang nghiêm, nhìn chẳng có vẻ gì là lớn hơn chồng 3 tuổi cả. Trò chuyện một hồi, tôi nhìn thấy nơi hai cổ tay anh Lưu có vết bỏng dài còn đỏ. Có lẽ là mới bị bỏng gần đây, nên trong màu sẹo hãy còn non. Tôi hỏi nguyên nhân. Anh Lưu thật thà khai báo. Dạ, vợ chồng chúng con nhân vì Huệ Hân bệnh, mà được biết đến Phật Pháp, hiểu đạo rồi, thì đồng phát thệ từ nay quyết tâm tu hành thoát ly tam giới, bởi do gieo nhân ái luyến mới thành vợ chồng. Vì niệm ái mà kết hôn sinh con, rước vào đủ thứ phiền não khổ đau. Chúng con dâng theo lời Phật dạy, lại nhờ xem qua sách báo ứng hiện đời, hiểu rõ về các chuyện kiếp trước đời này, nên quyết tâm đoạn dục khử ái, đã cùng nhau thắp hương thệ nguyện. Hơn nửa năm nay, chúng con vẫn ngủ chung giường, mà không sao, thảy đều bình an vô sự. Nhưng cách đây nửa tháng, một hôm, không biết ma lực nào xuôi ám, khiến dục tâm con nổi lên mãnh liệt, khó bề khống chế. Ngay lúc đó, con vội nhảy ra khỏi giường, quỳ trước Bồ Tát Quan Thế Âm, cầu Ngài gia trì giúp con thêm sức mạnh để bình tâm, định tĩnh. Khi ấy, con đã dùng hai cổ tay kẹp chặt vào ngọn lửa cây hương to đang cháy, quyết tâm dùng lửa cây nhang xua đuổi tà tâm và cầu Phật lực gia trì. Kể đến đây, anh Lưu trang trọng nói, vợ chồng chúng con đã nhất quyết đoạn trừ tâm dâm, xin tôn ông chuyển lời thưa với sư phụ giùm, chúng con nhất định sẽ làm đệ tử xứng đáng của sư phụ. Tôi bị vợ chồng anh Lưu làm cảm động đến rơi lệ. Bọn họ tuy tuổi còn trẻ, nhưng có khí phách, dũng cảm, khiến cho nhiều lão cư sĩ phải cảm phục, tự hổ thẹn thầm. Mọi người đều quý mến họ. Tôi hỏi, lần này tôi viết tiếp cuốn Báo Ứng Hiện Đời tập 3, tôi có thể ghi chuyện anh chị vào được không? Chị vợ đáp, việc phát thệ tu hành, nguyện từ bỏ ái dục, giống như chúng con cũng có 3-4 cặp phu thê thực hiện rồi ạ. Do cư sĩ Quả Bồi thường hướng dẫn chúng con tổ chức pháp hội Lăng Nghiêm, nên đa số chúng con ai cũng đều thuộc chú Lăng Nghiêm và 4 lời dạy quan trọng trong kinh Lăng Nghiêm. Các Phật tử nhỏ từ 20 tuổi cho đến 60 tuổi, ai mà không thuộc chú Lăng Nghiêm đều cảm thấy rất hổ thẹn ạ. Nhóm bạn đạo chúng con thể vừa phát tâm học Phật là lập tức từ bỏ ăn mặn. Trong số này có cư sĩ Hồng Bân, lúc đi tắm hơi thì quen biết cư sĩ Ngạn Tân và được dắt đến gặp cư sĩ Quả Bồi. Sau khi xem Báo Ứng Hiện Đời rồi á, ông Bân liền hướng dẫn vợ và các con tu tập, từ đó đoạn tuyệt ăn mặn. Gần đây nghe nói cả hai vợ chồng họ cùng phát thệ khử ái đoạn dục. Dù tu tại nhà, nhưng lòng vẫn nhất quyết phải liễu sinh thoát tử. Chúng con cảm thấy những lời Phật dạy đều là chân lý, nên nguyện tuân theo, y đó thực hành, chỉ mong được làm đệ tử xứng đáng của Như Lai, chứ chẳng phải mình là kẻ tài ba giỏi giang gì đâu.
Con vốn muốn xin giáo sư đem chuyện Huệ Hân viết ra, kể rõ khi con chào đời, thì giữa bụng và hai bên lưng đều có một đường ngấn dài. Các bệnh viện đều có nói bị chứng mất sắc tố, và nói đây là chứng bệnh di truyền của gia tộc. Nhưng hai họ nhà chúng con đều không ai bị như vậy. Cổ chân và cổ tay của Huệ Hân cũng có làn ngấn tương tự như vậy. Hôm nọ, trong khi tỉnh tọa, con đột nhiên thấy mình vào lò giết heo, thấy một con heo bị trói bốn chân. Sau đó, bị giết rồi, người ta còn ném nó vào nồi nước nóng, khiêng đi cạo lông. Tiếp đến, dùng côn sắt chim vào giò cản bụng nó, rồi nện đập bốn chỗ này. Sau đó người ta thổi hơi vào mồm nó, khiến bụng heo phình lên như quả cầu. Tiếp đến, họ dùng dây cột tay chân miệng heo lại, ngăn không cho khí tuôn ra, rồi dùng côn sắt đánh lên mình heo. Sau này con hỏi thân phụ mới biết. Người ta làm vậy để cho nước trong nội tạng và da thịt phân ly. Mặc dù heo đã chảy hết máu rồi, nhưng lúc bị đánh, thân vẫn còn hằn lên những đường nhợt nhạt như bị tắc nghẽn máu, hiện trên da thịt. Cuối cùng á, thì nó bị phanh thây mổ bụng. Lúc này con chợt hiểu ra, các đường hằn trên mình Huệ Hân, bác sĩ nói là bệnh mất sắc tố, thực chất là do heo bị giết, đánh nên lưu vết tích. Xem như đây là kiểm chứng là hòa thượng diệu pháp rồi, rất chính xác. Kiếp trước đời sau, luân hồi lục đạo là thật có, nhân quả báo ứng hoàn toàn chân thực. Chúng con hy vọng đem chuyện nhà mình cảnh tỉnh những vị đệ tử Phật không nghiêm trì giới luật, bởi vì chỉ có giữ giới, sám hối mới tiêu trừ nghiệp chướng, thực tâm hành pháp mới ly khổ đắc lạc. Những lời ba mẹ Huệ Hân nói khiến người cảm động. Mẹ cháu vẫn muốn cho Huệ Hân chụp ảnh để tôi đăng lên sách, để người tin đây là chuyện thật. Nhưng tôi từ chối, mặc dù hiện giờ cháu còn bé, nhưng sau này cháu sẽ lớn lên. Tuy trình độ viết văn của tôi không giỏi, nhưng tôi cho rằng, dù không đăng hình, độc giả vẫn có thể tin đây là chuyện thật, và hiểu rõ lý nhân quả. Tôi tuyệt, chẳng dám viết chuyện bịa đặt gạt lừa người, bởi làm thế, chính là phản bội nhân quả. Chỉ nhìn sơ qua địa phương nhỏ bé này thôi, đã thấy có rất nhiều cư sĩ tu chân thành. Như thế đủ chứng minh, thời này, tuy mạt pháp mà không mạt, vì còn rất nhiều đệ tử Phật tinh tấn tu hành trong biển người mênh mông. Trong Phật môn từng nói, có người ẩn tu ở thâm sơn, có người tu thầm nơi phố thị, đệ tử Phật không tranh, không tham cầu, không tư lợi ích kỷ, không vọng ngữ. Tất cả những ai tu hành chân chính, dù là cư sĩ tại gia, thì vẫn có thể thành đạo nghiệp. Còn như trong đạo tràng xảy ra những hiện tượng trái đạo, thậm chí xuất hiện tà sư thuyết pháp, thì đây há chẳng phải là thử thách, là khảo nghiệm đối với chúng ta ư? Không có tà, thì sao hiển chánh được? Không có ma, thì sao có Phật được? Chư vị đại đức cao tăng từng dạy chúng ta, ma là giúp chúng ta tu thêm kiên cố. Ta phải biến ma thành bậc thầy nghịch hành hỗ trợ, chẳng phải là tạo thêm lực đẩy giúp ta tu giỏi hay sao? Đối với những ai không tuân thủ quy củ của Phật, ta chỉ cần đừng lý tới họ là xong. Gặp kẻ giảng tà pháp cũng là dịp khảo nghiệm xem chúng ta có con mắt biết phân biệt chánh pháp hay không. Xem như đây cũng là thử thách. Nếu giận họ thì ta cũng giống như họ thôi. Hòa thượng Diệu Pháp từng khai thị: mạt thế thuyết pháp, có sai có đúng, nên xả thì xả, nên dùng thì dùng, tùy duyên hóa độ. Cuối cùng, xin kết thúc bằng hai câu: như như bất động, nào sợ thuần thức đầu tiên. Mùa đông năm 2009, cư sĩ Dung gọi điện cho tôi, hỏi thăm chuyện in ấn kinh và sách thiện. Khi cô nghe nói nhà chúng tôi còn những sách hay khác nữa, bèn đến để xem. Nữ sĩ này họ Chu, khoảng 40 tuổi. Theo lời cô nói, cô mới theo đạo Phật không lâu. Chuyện hỗ trợ in sách thiện là tâm nguyện của cô vì muốn tạo công đức cho người mẹ vừa mới qua đời của mình, mong làm giảm bớt tội nghiệp cho mẹ. Câu chuyện về mẫu thân cô kể ra rất hy hữu kỳ lạ. Được nghe rồi, tôi cảm thấy câu chuyện này nếu ghi lại,
có thể giáo hóa cảnh giới tốt cho những người con bất hiếu thời nay. Mẹ Chu Sĩ là bà Vân, bị bệnh nặng, qua đời vào mùa thu năm 2009. Nói đến nguyên nhân bệnh của bà, thật khiến cho người ta phải đau lòng. Là tại cô Nga, em dâu của Chu nữ sĩ, cũng là con dâu bà Vân. Lần đó, trong lúc gây cãi, cô Nga đã khiến bà già tức mà chết. Em dâu Chu nữ sĩ là người cực kỳ bất hiếu với ba mẹ chồng, thường cùng với mẹ chồng gây cãi như cơm bữa. Ngay cả người cha chồng từ lâu bị bán thân bất toại, cô Nga cũng chẳng thèm quan tâm chăm sóc. Sau khi mẹ chồng qua đời rồi, cô Nga càng không có chút gì ăn năn sám hối. Là chị, Chu nữ sĩ rất buồn trách người em dâu bất hiếu này. Vào nửa đêm ngày thứ bảy, tính từ lúc bà Vân qua đời, Chu nữ sĩ đang ngồi một mình buồn nhớ mẫu thân, nên cứ nhìn chăm chăm vào di ảnh của mẹ, hồi tưởng đến lòng thương yêu mẹ dành cho mình. Ngay lúc đó, cô bỗng nghe tiếng mẹ gọi nhỏ tên mình. Chu nữ sĩ liền tỉnh hẳn, và thật bất ngờ khi thấy mẹ hiện ra ngay trước mắt. Nhưng hình dạng của mẹ có làm cho cô sợ hãi. Mẹ Chu nữ sĩ mặc áo đi đường, phía trên thân bị đeo gông xiềng, lộ vẻ hết sức thống khổ. Chu nữ sĩ làm gan hỏi, mẹ, phải mẹ đâu? Mẫu thân cô cho biết, hôm nay là đêm vong linh được phép về, nên mẹ cô đến thăm cô. Mẹ cô đã chết rồi, khi lên dòng hương đài nhìn về quê nhà ở nhân gian, thấy cô rất buồn, hàng ngày rơi lệ, mẹ cô rất đau lòng. Hôm nay, được ngục quan phê chuẩn, cho phép tướng quân Ngu Đầu Mã Diện dẫn mẹ cô về đây thăm cô. Chu nữ sĩ vội vàng hỏi, mẹ ơi, mẹ nói dòng hương đài và tướng quân Ngu Mã gì, con nghe mà không hiểu gì hết. Lúc đó, mẹ của cô nói rằng, dòng hương đài là nơi địa phủ đặc biệt thiết lập cho người chết lên đó, nhìn về cảnh quê nhà thân thuộc ở thế gian. Tướng quân Ngu Mã là ngục tốt ở âm cung, cũng giống như cảnh sát ở dương gian vậy. Bọn họ hiện đang ở ngoài cửa chờ, chút nữa sẽ dẫn mẹ cô về địa ngục thọ tội. Mẹ ơi, vì sao mẹ phải xuống địa ngục thọ tội hả? Dung ơi, chết rồi mẹ mới biết tội mình quá lớn. Con biết vì sao mà mẹ phải chết phải không? Là tại cái đồ dâu con bất hiếu chọc mẹ tức chết đó mà. Nhưng thật ra, đây cũng chính là báo ứng của mẹ. Vì hồi trẻ, mẹ cũng bất hiếu ác độc với bà nội của con. Ông nội con đã sớm qua đời, bà nội của con phải sống cùng với cha và mẹ. Nhưng hễ bà nội con có làm chút gì trái ý, khi mẹ không vừa lòng, là mẹ liền trách mắng. Đến nỗi sau này, bà nội con mỗi khi thấy mẹ thì run sợ như chuột gặp mèo. Ngay cả thở mạnh, bà cũng không dám. Mẹ thấy vậy rất đắc ý. Cảm giác trong nhà này mình là chủ, rất oai phong, nói gì ai cũng phải nghe. Có một việc con không hề biết, nguyên nhân bà nội bệnh chính là do mẹ gây ra đó. Ngờ đâu lần bệnh ấy bà nhập viện và qua đời luôn. Bà bị mẹ làm cho tức mà chết đó. Phật mẹ, lúc sắp lìa đời, khi mẹ nhìn thấy Ngu Đầu Mã Diện đến đóng gông mẹ, mẹ đã kêu to rên rỉ, nhưng các con cứ nói mẹ bị ảo giác. Kết quả là mẹ bị họ bắt hồn đem đi. Xuống địa ngục mới hay mình tội lỗi nặng nề. Có ngờ đâu chẳng hiếu kính, với cha mẹ ruột lẫn cha mẹ của bạn đời, lại bị hành tội khổ sở như vậy. Mẹ ơi, mẹ nói bà nội vì mẹ làm sầu não mà nhập viện, sau đó qua đời hả? Lúc này, thình lình chồng Chu nữ sĩ xuất hiện. Ông từ trong phòng bước ra hỏi, em đang nói chuyện với ai vậy? Là mẹ đó anh, mẹ đang về nè. Ở đâu? Sao anh không thấy? Chắc tại em gần đây buồn, nhớ mẹ dữ quá cho nên sinh ra ảo giác đó.
Không phải mà. Hôm nay là đêm vong về, là ngày mẹ được đến thăm em. Em đang trò chuyện cùng mẹ. Anh không thấy mẹ đứng trong đây sao? Không. Anh không có thấy gì hết trơn á. Mẹ ơi, tại sao chồng con lại không nhìn thấy mẹ? Dung à, đúng là nó không nhìn thấy ta. Số con cũng khổ. Phụ thân con thật sự đã làm khổ con. Vì gả con cho người chồng như vậy. Chồng con là kẻ bất thiện. Lúc này, ông chồng của Chu nữ sĩ đã kéo Chu nữ sĩ vào trong phòng. Cô không chịu đi. Đột nhiên, chồng cô hét to lên một tiếng. Ôi mẹ ơi! Lộ vẻ kinh hãi như vừa gặp phải quỷ và chạy thẳng về phòng mình. Cô ngơ ngác hỏi. Mẹ ơi! Mẹ sao rồi? Chợt, cô nghe tiếng bà vang lên ngoài cửa. Cảm tạ các tướng quân Ngưu Mã. Xin hãy cho phép tôi nói với con gái tôi cho xong chuyện. Chồng con bị hai tướng quân Ngưu Mã dọa chạy rồi. Hiện giờ nó đang hãi hùng, nằm trùm mền rung lập cập kìa. Bảo đảm không còn dám chạy ra quấy nhiễu cuộc đàm thoại của mẹ con ta nữa đâu. Mẹ ơi, chẳng phải mẹ bị họ dùng xiềng xích trói hay sao? Vậy thì vì sao họ lại giúp mẹ và con chứ? Chà, đây là trách nhiệm của họ. Hôm nay mẹ đem câu chuyện bất hiếu của mình kể ra. Để sau này con thông báo cho mọi người biết, khiến thế nhân hiểu rõ tội lớn bất hiếu là như thế nào. Mẹ hy vọng thông qua chuyện này, những người con bất hiếu trên thế gian sẽ biết hối cải sửa đổi. Nếu không, tương lai họ sẽ bị trừng phạt và thọ hình tàn khốc như mẹ ở địa ngục này. Tương lai, mẹ còn phải vào chảo dầu thọ tội nữa. Mẹ, mẹ nói sao? Chảo dầu hả? Con có nghe nhắc đến. Nhưng đó chẳng phải là truyền thuyết hay sao? Con à, chẳng phải truyền thuyết đâu. Những người ác không tin nhân quả, cho nên họ một bề đả kích địa ngục, bác bỏ thuyết nhân quả báo ứng. Nhưng không phải làm vậy là họ có thể thoát khỏi hình phạt, đây chẳng qua là họ tự lừa dối mình để trấn an mình thôi. Từ hôm nay trở đi, con và em trai nên chuẩn bị lo hậu sự cho thân phụ đi. Vì ba các con không còn sống lâu nữa đâu. Mẹ, vì sao ba không còn ở thế gian này lâu nữa hả? Tội của ổng không nhẹ đâu. Hồi đó ta chửi mắng mẹ chồng, ông chẳng những không quở trách hay cản ngăn ta, ngược lại còn để mặt ta cư xử hồ đồ tùy tiện. Mà lẽ ra ông phải là người làm tốt, khuyên giải hai bên mới đúng. Ông cũng là đại bất hiếu, vì nếu ban sơ ta chửi mắng mẹ chồng, thì ông nên trị cho ta một trận. Thậm chí có thể vì ta bất hiếu mà đề xuất ly hôn. Như vậy thì sau đó ta ắt sẽ biết sợ mà không dám hiếp đáp hung dữ. Quỷ thần cũng sẽ kính phục ông. Tất cả đều là tại ông dung túng hết. Ngục quan ở âm cung rất xem thường những kẻ để vợ hành sai quản bậy. Đối với những đứa còn bất hiếu, hình phạt trị tội là rất nặng. Bà còn mấy năm trước bị trúng gió, bán thân bất toại. Cũng là bị trừng phạt đó. Hiện giờ ông sống cũng không được con trai con dâu hiếu kính. Chết rồi còn phải thọ khổ hình nữa. Đáng sợ quá. Nhưng như vậy không đúng rồi. Chị, hồi mẹ ở dương gian, ngoài tội bất hiếu với mẹ chồng ra, cũng có làm nhiều việc tốt lắm mà. Giống như hồi năm ngoái đó, dấn châu bị động đất. Chẳng phải mẹ đã đóng góp 500 đồng hay sao? Vì vậy, đâu thể tính mẹ là người ác được. Vì sao mẹ vẫn phải chịu hình phạt? Con à, như con biết rồi đó, có nhiều người làm phúc thiện, thì thấy dường như là có công đức, nhưng phúc kia không chống đỡ nổi cho tội đại bất hiếu. Con nghĩ mà xem, kẻ bất hiếu đối với phụ mẫu, có thể là người chân thiện được sao? Còn nữa, năm ngoái mẹ góp tiền không phải là thật lòng, vì đối với các nạn nhân bị động đất, mẹ không hề có lòng đại từ ái. Mẹ góp tiền là vì mẹ không muốn chị em bạn nói mẹ keo kiệt. Nào có dè đâu, lòng mẹ nghĩ chi thì ở địa ngục được hiểu thấu ráo trọi, và có ghi rõ hết. Ngục quan nói mẹ cả đời tạo công đức rất ít, phần nhiều là thiện nhỏ, thiện giả dối,
cho nên khó chống đỡ, khó phá tan tội bất hiếu được. Mẹ ơi, con phải làm sao cho mẹ giảm tội nhẹ đây? Con đi chùa làm lễ siêu độ cho mẹ nha. Con nghe nói siêu độ thì có thể giúp thân quyến đã tử vong được lên thiên đường. Nếu làm lễ siêu độ có thể giúp thân quyến đã chết sinh lên trời, thì người ác đâu còn bị trói buộc gì. Chết rồi, thì con cháu có thể xuất tiền ra, làm siêu độ cầu họ lên thiên đường là xong thôi. Nếu như vậy, trên trời sẽ có mấy kẻ ác này hay sao? Con à, không có dễ dàng như vậy đâu. Con cháu vì người quá cố làm lễ siêu độ là thể hiện hiếu tâm, mượn sức mạnh của pháp hội siêu độ để làm giảm bớt tội nghiệp cho thân nhân quá cố mà thôi. Con vì mẹ, làm siêu độ đương nhiên là việc cực kỳ tốt, mẹ không ngăn cản. Nhưng tốt nhất, con phải thường đi chùa, lấy danh nghĩa của mẹ mà ấn tống sách thiện, kinh quý. Còn nữa, con nên phóng sinh cho nhiều, như vậy thống khổ của mẹ tại địa ngục sẽ giảm thiểu rất nhiều. Còn nữa, Phán Quang nói con cùng Phật giáo có duyên, trải qua những việc trong hôm nay rồi, từ đây về sau, con nên lui tới chùa thường xuyên. Tương lai, nếu con tu chí thành, thì bản thân mẹ cũng nhờ vậy mà được giảm khổ. Công đức con tu viên mãn, thì mẹ cũng được sáng lay. Đến lúc đó, mẹ mới thực sự được thăng thiên hưởng phúc. Dung à, giờ đã đến lúc đi rồi. Tướng quân Ngưu Mã đang hối thúc mẹ kìa, mẹ phải đi đây. Mẹ ơi, sao con không nhìn thấy các tướng quân Ngưu Mã? Ôi trời, ngốc ơi, ngàn vạn lần con không nên thấy họ, vì họ là hung thần ở địa ngục chuyên trừng trị kẻ ác. Những kẻ xấu làm ác rồi chết, thì sẽ có ngày thấy họ ngay. Được rồi, mẹ ơi, con nhất định sẽ làm y theo lời mẹ dặn. Mẹ an tâm mà đi nha. Chu nữ sĩ lập tức ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện của hai mẹ con cô, hy vọng sau đó sẽ đem chuyện này công bố ra để cảnh giác, răn nhắc những người con bất hiếu. Cô nói với tôi, chồng cô, từ trải qua kinh nghiệm đêm đó rồi, vừa nghe tin cô tính làm lễ cầu siêu và hành thiện để hồi hướng phúc cho mẫu thân thì đã sốt sắng đưa tiền. Nếu xem đến đây, bạn đọc có được chút tỉnh giác, ích lợi nào, thì xin hồi hướng. Vì sao các tu sĩ hay bệnh nặng? Vì sao các tu sĩ có những thành tựu cao tột lại bị nhiều hoạn nạn hoặc bị nặng trước khi ra đi? Xem trong sử, ta thấy chư vị cao tăng đều gặp nhiều tai nạn, bệnh nặng. Lục Tổ Huệ Năng khi còn tại thế, đã có người muốn sát hại ngài. Sau khi ngài viên tịch, còn có người muốn chặt đầu ngài để mang về nhà thờ cúng. Còn Tổ Bồ Đề Đạt Ma khi đến Trung Hoa, ngài bị đầu độc và ám hại 6 lần. Tổ Ấn Độ thứ 24 và Tôn Giả Sư Tử thì bị chém đầu. Trước khi Đại sư Huyền Trang mất, ngài bị trật chân té ngã, sau đó bị bệnh, phải nằm lâu ngay trên giường. Ngài nói rằng, tất cả những phiền não và ác nghiệp của tôi từ vô thủy đến nay, đều nhờ đức của cơn bệnh nhẹ này mà tiêu trừ hết. Vì vậy, tôi rất mừng. Nói về sư Giới Hiền, một vị tăng tài đức nổi danh, lúc tuổi già bị bệnh nặng và bị hành hạ đau đớn đến muốn tự tử. Sau đó, ngài mơ thấy 3 vị Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, cùng khuyên bảo ngài. Nói rằng, con trước kia từng là một vị quốc vương, gây nhiều khốn khổ cho chúng sanh, cho nên, nay phải chịu quả báo này. Nhờ phúc tu, nên những tội thay vì phải chịu phạt ở địa ngục, được chuyển thành cơn bệnh đau này. Con ráng chịu đựng 3 năm nữa, sẽ có sư Huyền Trang đi thỉnh kinh đến đây thọ học với con. Con hãy thành tâm sám hối, kiên nhẫn chịu đựng đau khổ và tinh tấn xiển dương kinh luận, thì nghiệp chướng của con sẽ tự nhiên được tiêu trừ.
còn Hòa Thượng Hư Vân, thọ đến 120 tuổi. Cuộc đời của Ngài trải qua 10 nạn, 48 biến cố. Thậm chí, khi Ngài đã 112 tuổi, còn bị đệ tử bán đứng, bị cướp và bị quân binh Trung Quốc tra tấn rất dã man. Ngài chết đi sống lại nhiều lần sau khi bị đánh đập bằng chùy sắt đến chảy máu và xương gân đều gãy đứt. Đại sư Hám Sơn, Tử Bá, người đã để lại nhục thân bất hoại, đã phải thọ nhận sự tra tấn tàn bạo và chết vì cục búa trên lưng. Hòa Thượng Quảng Khâm, một vị cao tăng cũng bị bệnh và viên tịch vào năm 1986. Vị tăng sĩ tại chùa của Ngài đã từng kể rằng, Hòa Thượng nói, Ngài sẽ thì hiện bị bệnh lúc mất. Có người nêu thắc mắc với Hòa Thượng Quảng Khâm rằng, người đã chứng đắc rất cao trong việc tu hành, nhưng lại chết vì bệnh tật hoặc tai nạn. Vậy có phải là định nghiệp của người đó khó thể chuyển đổi? Hòa Thượng Quảng Khâm đã từ tốn trả lời rằng, quý vị có thể nói định nghiệp của họ khó chuyển đổi, nhưng hãy hiểu rằng, người đó đang trả nghiệp hoặc chuyển trả báo nặng thành nhẹ. Chỉ những người có tu hành mới gặp nhiều khổ nạn, trắc trở. Đúng ra, đây chính là công đức tu hành của bản thân họ đã giúp họ trả nghiệp nhanh, giải quyết mọi tội báo trong một lần, ngay trong một đời. Thức ngon đặc chế. Trong một vùng nông thôn thuộc miền Đông Bộ, Thái Lan, có một nông phu tên là A Bang. Bà vợ sinh được 3 con, 2 nam, 1 nữ. Thằng đầu tên Ô, 9 tuổi. Thằng kế tên Hồng, 7 tuổi. Và út gái tên Bạch, 5 tuổi. Hôm nọ, vợ chồng A Bang đến dự lễ nơi nhà một người bà con, bỏ 3 đứa nhỏ ở nhà. Nơi chúng trụ là căn phòng bằng gỗ, xây theo kiểu Thái. Căn phòng có chất một đống rơm khô, ngoài ra còn có một cái máng xói hình chữ thập để khứ nước mưa và một hàng lưu dùng đựng nước uống. Nhà ở các hộ nông dân nơi đây xây cách nhau rất xa, phân bổ rải rác trong điền viên. Hôm đó, căn phòng gỗ đột nhiên bốc cháy, láng giềng ở xa chỉ nhìn thấy khói đen bốc cao, lửa vây kín nhà. Cả tòa nhà gỗ chẳng mấy chốc bị thiêu rụi. 3 đứa trẻ trong nhà do cổng khóa kín, không thể chạy đi đâu. Nghĩ rằng nước trị lửa, thằng U nó lần lượt bồng 2 đứa em đem bỏ vào cái lu to đầy nước và đậy nắp lại. Sau đó, nó cũng nhảy vào một cái lu khác để tránh lửa. Lúc láng giềng và nhân viên cứu lửa chạy đến, thì cả tòa nhà gỗ và 4 đống rơm cũng cháy rụi, còn thiêu chết một con bò bị cột, nhưng không thấy dấu vết trẻ con đâu. Mọi người đều cho rằng chúng đã chạy thoát cả rồi. Khi vợ chồng A Bang về, họ cũng hoảng loạn tìm con, đến tối mò cũng không tìm ra được. Sáng hôm sau, một người bà con tên là Luân Bao cũng tới phụ tìm các trẻ, giống như có biết trước. Ông vội chạy đến lu nước, dỡ nắp ra thì kinh ngạc hét to. Vợ chồng A Ba nghe tiếng kêu, vội vàng chạy đến xem, thì thấy thi thể của thằng U, đứa con trai đầu. Luân Bao lại mở tiếp cái lu kia, thì lần lượt phát hiện ra xác của Hồng và Bạch. Lúc này, hai vợ chồng quá đau lòng, ngã xuống ngất xỉu. Báo chí và đài truyền hình đều đăng tin thương tâm này. Lúc đó, ký giả đài truyền hình phỏng vấn hỏi Luân Bao vì sao biết 3 đứa trẻ chết ở trong lu. Luân Bao đáp, đêm hôm lửa phát cháy, ông đang ngủ ở nhà, bỗng mơ thấy cảnh mọi người chạy đi tìm các cháu. Bỗng dưng thấy một lão già chưa từng quen biết, râu trắng dài tới ngực. Ông nói, bầy cá ở trong lu nước. Tỉnh dậy, ông thấy rất kỳ, bèn vội vàng chạy sang nhà A Bang, nhào tới dỡ lu xem tử. Không ngờ thi thể các bé ở trong đó. Nghe đến đây, A Bang hét to một tiếng rồi ngất xỉu trên đất. Khi được cấp cứu tỉnh lại, đôi mắt của ông vô hồn nhìn gây dại về xác 3 đứa con và lẩm bẩm nói,
Báo ân! Báo ân mà! Mọi người đều chỉ, ông thương tâm quá độ, thần trí mê muội, không dám hỏi gì. Theo tập tục ở nông thôn, hễ nhà nào có chuyện là mọi người đồng tâm hiệp lực phụ chôn cất con A-Bang. Vợ chồng A-Bang nội trong một ngày mất hết ba đứa con cưng, đành náo tạm một nơi khác. Tài sản tích chứa đều bị làm mồi cho ngọn lửa, hai vợ chồng gặp phải gia biến thảm sầu. Họ thấm thía Lý Vô Thường buồn vui ly hợp ở dân gian, nên không chút do dự đồng xin xuất gia. Ai cũng hiểu và cảm thông cho họ, nhưng mọi người đều thắc mắc khi nghe A-Bang luôn miệng nói rằng báo ứng, báo ứng. Ông vốn là một nông dân trung hậu cần lao, nhưng đã làm gì để bị trách tội nặng đến như thế? Thật khiến cho người ta khó hiểu. Chỉ có A-Vu, em vợ A-Bang, là biết rõ. A-Vu nói: Anh Bang sống luôn biết giữ hòa khí, nhiệt tâm giúp người. Anh chỉ có tính rất ưa ăn ngon và tự mình sáng chế món rau dồn cá. Chính A-Vu nhiều lần phản đối kịch liệt món này. Thái Lan là xứ gạo cá, và mùa xuân mỗi lần gặp mưa giông là thời kỳ cá đẻ trứng. Mười mấy ngày sau, các con lớn bằng đầu đũa. A-Bang ưa dùng vải mùng may thành vợt lùng bắt đám cá này. Ít thì có mười mấy con, nhiều thì hơn trăm mạng. Sau đó anh bỏ các con vào trong thùng nước. Lúc cần đấu thì chọn các cọng rau to lòng, cắt bỏ các đốt máu đi thành một ống trống suông. Sau đó đổ nước lạnh vào trong nồi, thả rau và các con vào, chụm lửa nhỏ riu riu. Do nước lạnh từ từ chuyển nhẹ nhẹ qua nóng, nên mới đầu đám cá còn hồn nhiên bơi tung tăng, nước ấm dần đến tăng độ, cá nhỏ gặp lòng rau rỗng liền chui vào trong đó trốn nóng. Tận mắt chứng kiến cảnh lũ cá bị giết tàn nhẫn, chết thảm thương, nhưng vợ chồng A-Bang chẳng mảy may động lòng trắc ẩn, ngược lại còn tự hào đắc ý vì mình biết sáng tạo ra món ăn cực kỳ đặc biệt và ngon. Mỗi một khúc rau trống đều có một đám cá chui vào, đem ra trộn với gia vị thì ăn ngon cực kỳ, không gì sánh. Có lần A-Bang làm ruộng, anh dùng lưới vớt hết bầy cá con. Đột nhiên có hai con cá lớn là cha mẹ của chúng nhảy lên bờ. Có thể là do nhìn thấy bầy con bị bắt đem đi, chúng bị thống khổ đến cực điểm mà nhảy lên tự sát để kháng nghị. A-Bang lúc này nhân tính mê muội, cho rằng khi không có được của bất ngờ, liền bắt luôn hai con cá đó đem về nhà nấu ăn. Con người quen tạo sát nghiệp ác độc là do lương tâm bị vùi lấp mê muội. Chỉ khi nhìn thấy cha mẹ, vợ chồng, anh em, con cái mình chết mới kêu gào khóc lóc, hô thiên gọi địa đau đớn, thảm sầu. Chẳng hề nghĩ đến loài vật cũng có nghĩa tình cha mẹ, anh em, phu thê, con cái. Cổ Thi nói: Trăm ngàn năm nay trong chén canh, oán sâu như biển, hận khó bình. Như này, báo ứng nhân quả xoay chuyển đến khiến cho A-Bang gánh phải niềm đau chôn con, nếm mùi khổ tự thân chứng kiến một bầy con bị chết cả. Sao không khiến cho anh ta thối tâm nản chí chứ? Một thi nhân thời cổ đại đã làm thơ ngăn sát như thế này: Ai bảo chúng sinh mệnh nhỏ nhoi, chỉ là xương thịt với da thôi, xin anh chớ bắt săn giết chúng, tình cảm chúng đâu có khác người. Nhân loại hàng ngày đều tự làm tăng thêm nghiệp sát quan trái. Khi chúng ta bệnh nằm tại y viện hay trên bàn mổ, ngay khi đó chúng ta có thể thầm tự vấn, có tự hỏi rằng cả đời mình đã từng ăn bao nhiêu con gà, bao nhiêu con vịt, bao nhiêu heo, bao nhiêu bò, bao nhiêu loài đã tán mạng vào bụng chúng ta chưa? Và hôm nay chính là ngày báo ứng đến. Người vào thăm bệnh cũng cần nên phản tỉnh như vậy. Nếu như nhân loại có thể tự vấn mình đến cùng, thì sẽ phát sinh tâm từ,
tâm sám hối, và nghiệp sát tự nhiên sẽ giảm, cũng như những chứng bệnh oan nghiệt kỳ lạ sẽ dần tiêu tan.